Hello, Ngoài Đường Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Tối ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở sân Thống Nhất. Một chút nữa thì câu lạc bộ Sài Gòn FC sẽ đối đầu với đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là một trong những trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với đại diện của bóng đá thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc đua trụ hạng ở V-League 2022. Thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cùng với giám đốc kỹ thuật anh Lê Huỳnh Đức liệu sẽ làm cách nào để vượt qua được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Đây sẽ là một thử thách rất khó dành cho đại diện của bóng đá thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau vào sân để xem Sài Gòn FC đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Let's go! Lá cờ của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã được để ở trên khán đài. Và ở đằng xa kia là hội cổ động viên của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đến để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Ngày hôm nay thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, mục tiêu của họ là có điểm rời khỏi sân Thống Nhất. Còn với câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn thì mục tiêu cũng không có gì khác ngoài 3 điểm. Bắt buộc phải có 3 điểm thôi. Đang đứng ở vị trí cuối bảng, chỉ được 7 điểm sau 13 trận đấu. Đó là điều rất khó chấp nhận đối với Sài Gòn FC. Và vì vậy, ngày hôm nay nếu không thể giành chiến thắng thì rất khó để đội bóng này có thể đua trụ hạng được. Những hình ảnh rất là trái ngược ở khu vực khán đài. Cả nhà có thể thấy hội cổ động viên của câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn thưa thớt, ít và khá là vắng lặng. Trong khi đó thì ở bên hội cổ động viên của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu trên sân khách mà có được lượng cổ động viên như thế này có thể nói là một điều rất là đáng trân trọng. Lúc nãy thì như quan sát của Ngoài Đường Biết thì sau khi các cầu thủ của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh họ khởi động xong thì họ đã đi ra khu vực này để vỗ tay, gửi lời chào. Điều đó cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công rất muốn tri ân người hâm mộ đã đến sân để tiếp lửa cho họ trong trận đấu ngày hôm nay. Chưa biết kết quả một chút nữa sẽ như thế nào, nhưng ở trên khán đài như vậy là có thể đã thấy được chiến thắng ngay từ trên khán đài của đội bóng đến từ Hà Tĩnh. Trời bắt đầu đổ mưa khi mà cầu thủ hai đội đang chuẩn bị bước ra khu vực ngoài sân. Vậy thì các cầu thủ của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì họ cũng đã ra để chuẩn bị ra sân rồi. Trong khi đó thì các cầu thủ của Sài Gòn FC thì chúng ta vẫn chưa thấy. Ở đằng gần khu vực cuối kia là một gương mặt rất là quen thuộc từng cái thời gian thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đó là Trương Trọng Sáng. Lúc này thì các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn cũng đã bắt đầu di chuyển ra khu vực ngoài đường hầm. Đi đầu là Huỳnh Tấn Tài. Còn đây là đội trưởng Cao Văn Triền. Đây là một trong những gương mặt cũng được chú ý đến ở U23 Việt Nam, đó là Liễu Quang Vinh, cầu thủ vừa được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đưa về và đã thi đấu ở vòng đấu trước. Còn đây không ai khác chính là Đỗ Melo, Gaston Melo, thủ môn Hoài Anh. Còn đây là huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức.
công thành. Vâng, trời đang mưa rất là lớn ở bên ngoài, mưa quá lớn và cả nhà có thể thấy rồi, ảnh hưởng đến các em nhỏ, cho nên là ban tổ chức quyết định là cho các em nhỏ được vô trong phòng thay vì là dắt các cầu thủ của hai đội rời sân đi ra ngoài sân. Vâng, đúng vào thời điểm trận đấu chuẩn bị bắt đầu thì mưa lại rất lớn. Dự báo lại một trận thủy chiến. Vậy là cầu thủ hai đội chính thức bước ra sân để so tài với nhau và chúng ta sẽ cùng chờ xem ai sẽ là đội thắng cuộc ở cuộc so tài dưới mưa ngày hôm nay. Mưa đang rất lớn. Những trái bóng bay ở trong mưa rất đẹp cả nhà ơi. Những trái bóng bay do cổ động viên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh họ thả lên. Một khung cảnh có thể nói là rất đẹp ở trong mưa. Khá lâu rồi thì ngoài đường pit mới ngồi ở trên khán đài thay vì là đứng ở dưới đường pit. Đơn giản một điều là trời thì đang mưa rất là lớn và đứng ở dưới thì cũng không quay được cái gì cả. Và cả nhà cũng có thể thấy rồi là khu vực của khán đài A vẫn còn trống rất là nhiều ghế, cho nên là người hâm mộ có thể dễ dàng di chuyển đến những cái khu vực mà không bị ảnh hưởng bởi mưa. Sài Gòn FC đã có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Vậy là chúng ta vừa mới xem xong trận đấu rất là hấp dẫn giữa câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Xin chúc mừng câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn đã có được 3 điểm cực kỳ quý giá trong cuộc đua trụ hạng ở V-League 2022. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau trò chuyện luôn ở trên kênh Vlog Ngoài Đường Pit. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả. Cùng Quân vận động mỗi ngày, thu thập thẻ Quân, nhận quà từ Quân. Sang thẻ quà Quân trong mỗi lốc sữa Quân bất kỳ. Tích lũy 24 thẻ, đổi ngay một quà cầm tay Quân, thổi bay cơn nóng mùa hè. Tích lũy 36 thẻ quà Quân, đổi ngay một ba lô hoodie Quân, không ngại nắng cũng chẳng sợ mưa. Tích lũy 40 thẻ quà Quân, đổi liền tay một bóng phản quang Quân, thỏa sức vận động cả ngày. Sang thẻ siêu vận động, đổi một đôi giày Patin Quân siêu ngầu. Cực sốc, săn được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một chiếc máy tính bảng iPad Gen 9, học online thêm phần sáng tạo. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Săn quà Cool ngay thôi các bạn ơi!